từ kho dự trữ về. Từ kho dự trữ về thì mình mang về để chuẩn bị, mình để mình gửi cho khách. Hàng mà để kho dự trữ thì mình phải bảo quản như này các bạn ạ. Bảo quản này để luôn giữ được cái hàng nó vẫn giòn, vẫn thơm ấy. Bên trong mình phải một lớp tải này, sau khi đó là mình phải để lớp từ bóng lông bên ngoài. Phải làm như thế các bạn ạ, bởi vì là cái độ ẩm thì nó rất là cao, mà mình thì không sử dụng chất bảo quản gì cả, cho nên mình phải sử dụng trực tiếp là cách như này. Sau khi phơi sấy khô hàng thì mình để bảo quản ở trong kho ấy. Trong kho xưởng của nhà mình xưởng rất là nhiều, mấy chục tấn luôn, mà để nó không cẩn thận nó sẽ bị hỏng hàng luôn. Mình phải bảo quản như này, xong rồi mình trở về khu mình, khu mình nhờ công nhân đóng hàng để gửi cho các bạn nhé. Đấy, cái bảo quản như vậy. Còn trực tiếp là khi mình sử dụng những cái cây sả đen này, mình sẽ biết được cái hiệu quả tốt nó như nào rồi đấy. Có một số bạn thì điện đến cho mình nói rằng là cảm ơn bạn vì mình đã sử dụng và tôi cảm thấy rất là mát này. Có thể là có một số bạn mất ngủ ấy thì cũng điện đến cho mình gửi lời cảm ơn công ty của mình làm cây sả đen uống vào mình có cảm giác là ngủ được, ăn được này, xong rồi là đỡ nóng trong người. Còn rất nhiều các bạn gửi những cái lời cảm ơn đến bên mình nhá. Mình cũng cảm thấy rất là vui khi nhận được những cái lời mà các bạn phản hồi khi sử dụng sản phẩm bên mình luôn. Đấy, rất nhiều luôn các bạn ạ. Hàng thì bao đẹp, bao chất lượng luôn nhé các bạn. Mình đảm bảo là hàng sẽ đem chuẩn 100% của Bình luôn nhé. Hàng được có đảm bảo tem, mác đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại mình đã được ghi in ở trên bao bì. Các bạn có thể uống rồi sử dụng, giới thiệu cho người thân hoặc là bạn bè được. Nếu bạn có nhu cầu mua cây sả đen Hòa Bình thì gửi tới địa chỉ sau hoặc inbox để lại số điện thoại để mình liên lạc nhé. Địa chỉ là thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lân Sơn, tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại là 0971 47 860 nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn.